Hello mọi người nhé. Em ngồi đầu giường mà, đuôi giường đâu? Mình đi ca một tí vào. Đi vào nhà. Anh hát đi à? Ok. Hello Ủa, mọi người nghe biết không? Nghe chứ. Gì đấy? Vai có vẻ chậm chậm. Em á, chả biết em đang ở đâu. Bị lạc rồi, đâu biết đang ở đâu đâu. Mạng đây hơi lag rồi, nhưng mà người đây có mạng dây ấy. Ok, nó có cáp cắm cho máy tính luôn á. Em bị cam lóa. Vậy đi đỡ hơn rồi đó. Làm gì sinh ra em sẽ là người ra đi à? Nếu mọi người thấy giật không? Em thấy hơi giật giật. Mày thử xem có cáp không? Hình như có mà. Chẳng em bỏ đi thì thôi, ta đành chia tay vì yêu anh.
đoán xem đang đâu. Tháng sau sinh nhật có ọc không? Chắc là có. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn, nồng ấm ân ái hôm nào. Còn đó bao giờ yêu, nhưng đời ai nào ngờ. Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thần ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dần trở hết con tim yêu. Mà sao bụi bay vào mặt trên đau không đau.
lại làm sao? Sao phải dòng tơ một buổi chiều thật buồn, mây sao theo nhau
Bà chi bây giờ ta? Nào, nó nghe về gì để mở mấy cái người kia. Chào em. Mình thì không dám nói. Con người sâu thì không dám nói. Con kia thì nói khi thế. Đuổi. Oh,
trên 5 vạch. Sâu được là bay rồi á. Rớt 2 lần rồi đúng không? Người hãy
rồi bước đi xa đời em. Em không thể khóc mà nước mắt rưng rưng. Yêu thương chỉ đến đây thôi, người hãy ra đi và hạnh phúc. Em chỉ cầu cho chân ấy vội bên ai. Ngày ấy em sai hay chính ai, ai bước đi đã không quay lại. Dòng đời ngang trái lấy mất anh phải xa cách em. Tình yêu đã chết kết thúc khi người đành nhẫn tâm bỏ em ở lại. Không cách nào để em bận tâm em làm chi. Ngày ấy em sai hay chính ai, ai bước đi đã không quay lại. Dòng đời ngang trái lấy mất anh phải xa cách em. Tình yêu đã chết kết thúc khi người đành nhận tâm bỏ em ở lại. Không cách nào để em biết ngày về, lúc đi vẫn đi vào đến nơi xong rồi bắt đầu kiếm khách sạn. Em thật là giỏi. Nghĩ đi, mắc chi cắt không? Nghĩ đi, đi Đà Nẵng chơi với ta. Đi Đà Nẵng Hội An nữa. Giọt nước mắt em rơi trên mi, có những lấy cánh tay anh lạnh giá. Nhưng chỉ trong một giây, nhận ra tất cả đã đổi thay. Chẳng chẳng buông đôi tay để mây trời đường mai. Mình đi Đà Nẵng 3-4 lần rồi, mình chưa bao giờ chụp vào cái cầu nữa. Chưa có cơ hội ngắm cầu rồng thứ bảy chủ nhật. Thế bảo phun lửa phun nước gì đấy. Cảm ơn C Master Trần. Lời anh nói yêu xin mình em, và đó cũng là lời dối gian của anh không. Người thì hãy đôi yêu em mãi, nhưng ai mà diễn phải tìm cái dây cáp mạng để cắm thôi. Tim anh chia là ai, bờ vai cô riêng em giờ phai, thế mới biết chị yêu.
người vẫn thấy nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi. Hát bài này lỗi quá à? Mình từng hát bài này hay hơn mà. Sao mà người vẫn hay thương nói yêu em mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa. Giờ đang vui con đường vẫn chưa tìm ra. Cạn hết nước mắt rồi vẫn chưa. Mình tính rồi, cứ khoảng 10 phút nó sẽ tự rớt ca một lần. Cứ chờ mà xem. Tại mạng nó không ổn định là mình hát mình cũng lo lắm. Hello anh Dũng. Quên không mang mũ luôn đi này. Mai mình sẽ đi mua một cái mũ nào đấy mình đội.
Không quan trọng là đi gì, quan trọng là bị xòe thì thôi. Ốc chó. Giờ mới được về á hả? Làm giờ mới được về đó hả? Người yêu cho em và hãy thương.
Chẳng có gì tốt trên đời mà
Mà anh tìm đến em, tin anh thật lòng và yêu em.
Toàn và bài mình ghét vậy. Bài trước thì không biết hát.